Trạm thần tập 18, thảm họa núi Tân Nam chúc các bạn xem video vui vẻ. Đúng rồi, huấn luyện và kiểm tra đã kết thúc hết rồi, tiếp theo còn chuyện gì nữa không? Bách Lý mập mạp suy nghĩ một chút, hình như là không còn gì nữa, chỉ cần chờ bảng xếp hạng tổng điểm của mọi người, sau đó cấp trên sẽ sắp xếp nơi chúng ta đến, lúc đó sẽ trực tiếp thông báo. Hai ngày nữa còn có một buổi lễ tuyên thệ, phát xong tinh thần đạo, áo choàng và huy chương cho từng người, tối hôm đó sẽ rời khỏi trại huấn luyện này, đến nơi đóng quân của mình. Tào Uyên bổ sung, tóm lại, mấy ngày tới chúng ta chỉ cần nằm yên là được bách lý mập mạp ngáp một cái ở đây vất vả huấn luyện một năm cuối cùng cũng có thể yên tâm hưởng thụ hai ngày thoải mái vừa dứt lời điện thoại của hắn đã nhận được một tin nhắn không chỉ hắn tất cả mọi người đang ăn trong nhà ăn đều nhận được cùng một tin nhắn sau khi huấn luyện và kiểm tra kết thúc các giáo quan đã trả lại điện thoại cho mọi người ngoài việc không được phép rời khỏi trại huấn luyện này không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về trại huấn luyện thì không còn hạn chế nào khác nói một cách nào đó họ đã chính thức trở thành người canh gác chứ không còn là tân binh trong trại huấn luyện này nữa. Thứ họ còn thiếu chỉ là một buổi lễ tuyên thệ mà thôi. Chết tiệt, bảng xếp hạng tổng điểm đã ra rồi. Bách Lý mập mạp nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, kinh ngạc kêu lên, tổng điểm của tôi là 74, xếp thứ 184 trong trại. Ờ, sắc mặt của Bách Lý mập mạp có chút khó coi, không có lý nào cả, lúc diễn tập tôi còn đứng thứ hai, sao giờ lại thành 184 rồi. Lâm thất dạ có chút bất lực lên tiếng, đây là thành tích tổng hợp, ngoài hai hạng mục diễn tập và bắn súng ra thì điểm của cậu khá cao còn thể lực cận chiến chiến lược và những hạng mục khác thì cậu tự biết mình được bao nhiêu điểm chứ bách lý mập mạp tào uyên liếc nhìn bảng xếp hạng tổng điểm của tôi là 91, xếp thứ ba cũng gần như tôi nghĩ bách lý mập mạp tiến đến gần lâm thất dạ thất dạ cậu không tò mò mình xếp thứ mấy à thứ nhất lâm thất dạ thậm chí còn không thèm nhìn vào danh sách bình tĩnh nói bách lý mập mạp nhún vai thật chẳng có gì thú vị phía trên cùng của danh sách ba chữ lâm thất dạ treo lơ lửng trên đầu mọi người tổng điểm 95, xếp hạng nhất trên thực tế, nếu không phải trong bài kiểm tra bắn súng, Lâm Thất Dạ chỉ đạt được 6 điểm đáng thương thì điểm số của hắn có thể còn cao hơn nữa. Phải biết rằng người đứng thứ hai hiện tại là Thẩm Thanh Trúc cũng chỉ là 92 điểm, có thể thấy thành tích của Lâm Thất Dạ khủng khiếp đến mức nào. Bách Lý mập mạp thở dài, khoảng cách giữa người với người, sao lại có thể lớn đến vậy? Theo tình hình này, việc Thất Dạ cậu vào đội thượng kinh gần như đã chắc chắn rồi. Không chắc Tảo Uyên chậm rãi lên tiếng, không chỉ thượng kinh, tôi đoán rằng những đội đặc biệt kia cũng đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Biên giới đại hạ, một khu rừng nguyên sinh nào đó phải bắt bằng được nhất định phải bắt bằng được một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo choàng màu vàng kim kiên định lên tiếng đại diện của song thần người đứng đầu bảng xếp hạng trại huấn luyện lại còn có cả huân chương tinh thần tiềm năng của lâm thất dạ này lớn quá chúng ta nhất định phải lôi kéo không đúng chiêu mộ cậu ta vào đội phượng hoàng của chúng ta người đàn ông đeo kính bên cạnh cô ta thở dài đội trưởng cô bình tĩnh một chút đội chúng ta hiện tại không thiếu người đây không phải vấn đề thiếu hay không thiếu người tôi dám chắc rằng chỉ cần để lâm thất dạ này trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một sự tồn tại khủng khiếp vượt qua cả tôi và vương diện. Nhân tài như vậy, chúng ta Phượng Hoàng không thể bỏ lỡ. Nhưng theo quy định, các đội đặc biệt không được tiếp nhận tân binh khi không có tổn thất lớn về nhân sự. Người đàn ông do dự nói, người phụ nữ nghe xong câu này, nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau, đôi mắt cô ta dần sáng lên, đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt chăm chú khiến anh ta hoảng sợ. Đội, đội trưởng, cô muốn làm gì? Hay là thế này người phụ nữ vui mừng đề nghị, tôi đánh anh tàn tật trước, sau đó báo cáo tổn thất nhân sự đợi lâm thất dạ bị lôi kéo vào đội chúng ta tôi sẽ để anh hồi phục đây không phải là một cách tốt cho cả hai bên sao người đàn ông thành phố hoài hải thiên bình khoác trên mình chiếc áo choàng màu xám bước nhanh qua hành lang gõ cửa một căn phòng nào đó sau đó đẩy cửa bước vào đội trưởng bảng xếp hạng trại huấn luyện năm nay đã có rồi thiên bình đi đến trước mặt phương diện nói phương diện nhớ mày thế nào quả nhiên như anh dự đoán lâm thất giả dạ đứng đầu đạt 95 điểm ngoài ra còn nhận được một huân chương tinh thần 95 mươi à. Bằng điểm của tôi năm xưa, may quá may quá vương diện thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng tên nhóc này có thể đạt được số điểm cao đến mức nào, suýt chút nữa thì mất mặt. Đội trường, bài kiểm tra bắn súng của cậu ta chỉ đạt 6 điểm. Biến thái, khóe miệng vương diện hơi giật giật, cả người ngã xuống ghế nằm, thở dài, như vậy, chắc sẽ không ít người tranh giành cậu ta. Đội trường, chúng ta có nên xin cấp trên điều lâm thất dạ về không? Thiên Bình không nhịn được hỏi, vương diện lắc đầu, không cần Thiên Bình sửng sốt, tại sao? chúng ta cũng là đội đặc biệt hơn nữa còn có quan hệ tốt với lâm thất dạ nếu chúng ta gửi lời mời rất có thể cậu ta sẽ đồng ý một thiên tài hiếm có như lâm thất dạ cấp cao sẽ không để cậu ta gia nhập bất kỳ đội đặc biệt nào thiên bình như nghĩ ra điều gì ý anh là một người như cậu ta nhất định sẽ tự mình thành lập một đội đặc biệt nếu gia nhập bất kỳ đội đặc biệt nào ngược lại sẽ hạn chế sự phát triển của cậu ta tôi nghe nói kế hoạch tái thiết đội đặc biệt thứ năm đã được đưa vào chương trình nghị sự vương diện bình tĩnh nói tuy nhiên dù sao lâm thất giả cũng chỉ là một tân binh mới ra khỏi trại huấn luyện cả về thực lực lẫn thâm niên đều còn thiếu sót sẽ không nhanh chóng để cậu ta đi thành lập đội đặc biệt cấp cao rất có thể sẽ điều cậu ta vào một đội đồn trú ở thành phố nào đó để rèn luyện đợi đến khi thời cơ chín muồi mới để cậu ta đi thành lập đội mới cho nên chúng ta xin điều lâm thất giả về cấp cao sẽ không thể đồng ý thiên bình bất lực thở dài có vẻ hơi tiếc nuối thật đáng tiếc không có gì đáng tiếc cả vương diện đứng dậy cười vỗ vai thiên bình chẳng lẽ cậu không mong chờ sao Mong chờ gì? Mong chờ một ngày nào đó, cậu ta dẫn theo cả một đội đặc biệt hoàn toàn mới, cùng chúng ta sát cánh vương diện ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm, tôi rất mong chờ đấy. Những đám mây đen u ám dần bao phủ mặt đất, mặt trời như lửa như bị bóng tối đầy ải, dần dần biến mất sau đất sương mù dày đặc, không khí oi bức và ngột ngạt gần như khiến người ta nghẹt thở. Thế giới này đang chờ đợi một trận mưa lớn, sắp mưa to rồi, lâm thất dạ dựa vào hành lang ký túc xá, ngẩng đầu nhìn bầu trời càng lúc càng tối, mưa đi mưa đi, mưa rồi mới tốt, thời tiết chết tiệt này nóng chết người mất bách lý mập mạp lau mồ hôi bất lực nói trại huấn luyện không có điều hòa trong môi trường oi bức như vậy hầu như không ai có thể ở trong ký túc xá hơn một nửa tân binh đều chạy ra hành lang cố gắng đón một đàn gió mát không còn sự ràng buộc của việc huấn luyện mọi người dường như đều thoải mái hơn rất nhiều bắt đầu tổ chức các hoạt động giải trí trong ký túc xá đánh bài chơi cờ chơi vương giả ngay khi mọi người đang vui vẻ và nhiệt tình tiếng còi sắc nhọn lại vang lên nghe thấy tiếng còi tất cả mọi người theo bản năng buông những thứ trong tay xuống nhanh chóng chạy về phía sân tập trong một năm huấn luyện tiếng còi đã trở thành một phần bản năng của họ ba phút sau tất cả mọi người đều đến sân tập hồng giáo quan đứng trên đài diễn võ hô một hồi nghỉ ngơi nghiêm trình sau đó lấy một tập tài liệu từ trong túi da bò ra mở lời bây giờ gọi các anh đến đây là vì lệnh điều động của các anh đã có tôi ở đây sẽ công bố trước để các anh chuẩn bị sớm nghe đến lệnh điều động tim mọi người đều thắt lại có chút căng thẳng lại có chút mong đợi trình chung điều động đến đội người canh gác số 117 thành phố Vũ Đông, Dương Tử, điều động đến đội người canh gác số 152 thành phố Hải Lan, Lý Thiếu Quang, điều động đến. Tạng Vĩ, theo từng cái tên được đọc lên, sắc trời cũng càng lúc càng tối, tiếng sấm sét mơ hồ truyền ra từ những đám mây đen, vang vọng trên bầu trời, có người thở phào nhẹ nhõm, có người vẫn lo lắng. Molly, điều động đến đội số 17 thành phố Cô Tô, Bách Lý Đồ Minh, điều động đến đội số 10 thành phố Quảng Thâm, Tào Uyên, điều động đến đội số 7 thành phố Hoài Hải thẩm thanh trúc điều động đến đội số 6 thành phố thượng kinh lâm thất dạ điều động đến đội số 136 thành phố thương nam nghe đến đây tất cả mọi người đều sửng sốt ngạc nhiên nhìn về phía lâm thất dạ trong hàng ngũ trong mắt có sự khó hiểu có sự kinh ngạc có sự bất bình mọi người đều nhìn thấy rõ ràng biểu hiện của lâm thất dạ đối với lâm thất dạ là người đứng đầu này họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục nhưng không ngờ khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ vào đội đặc biệt hoặc đội thành phố thượng kinh thì cấp cao lại sắp xếp hắn trở về thương nam thành phố nhỏ bé này có phải có sự mờ ám gì không? Ngược lại, Lâm Thất Dạ nghe được kết quả này thì không những không cảm thấy tức giận hay bất công, mà ngược lại, hắn vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này. Bách Lý Mập Mạp và Tào Uyên cao mày nhìn nhau, dường như cũng cảm thấy sự sắp xếp này có chút không ổn nhưng nghĩ đến việc chính Lâm Thất Dạ cũng rất hài lòng với kết quả này nên họ ngầm hiểu không nói gì, nhưng họ không nói, vẫn có người sẽ nói, báo cáo. Trong đám đông, Thẩm Thành Trúc đột nhiên hét lớn, nói, tôi không phục, cô đã được điều động đến đội thành phố Thượng Kinh rồi, còn không phục điều gì nữa không phải tôi thẩm thanh chúc nheo mắt lạnh lùng nói lâm thất dạ rõ ràng là người đứng đầu trại huấn luyện không vào đội đặc biệt thì thôi tại sao lại bị điều đến thương năm ồ hồng giáo quan nhớ mày cô thẩm thanh chúc từ bao giờ mà cô lại có quan hệ tốt với lâm thất dạ như vậy không phải vấn đề quan hệ thẩm thanh chúc nghiêm túc nói hắn mạnh hơn tôi hắn mạnh hơn bất kỳ ai trong trại này nếu ngay cả hắn cũng chỉ có thể ở lại thương nam thì tôi dựa vào đâu mà đến thượng kinh tôi thẩm thanh chúc không thể mất mặt như vậy lời nói của thẩm thanh chúc có sức nặng không chỉ khiến lâm thất dạ ngẩn người mà ngay cả hồng giáo quan nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào thẩm thanh chúc còn lâm thất dạ tôi hy vọng các cô hiểu rõ hồng giáo quan hít sâu một hơi chậm rãi nói lệnh điều động này không phải do chúng tôi sắp xếp mà là do cấp cao của người canh gác sắp xếp thực ra khi biết tin này chúng tôi còn nghi ngờ tức giận hơn cả các cô biểu hiện của lâm thất dạ chúng tôi đều thấy rõ hắn mới là người đáng được trọng dụng nhất nhưng chúng tôi là quân nhân quân nhân chính là phải chấp hành mệnh lệnh tôi không biết ai đã ra lệnh này nhưng tôi tin rằng ông ta làm như vậy chắc chắn có lý do của ông ta tôi nói đến đây thôi lệnh điều động cá nhân của các cô một lát nữa sẽ được phát xuống tiếp theo giải tán hồng giáo quan quay người rời đi chỉ để lại một đám tân binh đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn nhau bóp một giọt nước mưa rơi xuống vai lâm thất dạ tiếp theo là giọt thứ hai thứ ba trong chớp mắt mưa như chút nước thấy mưa rơi mọi người vội vã chạy đi chỉ còn lại vài người đứng tại chỗ qua wow, anh thẩm anh cư nhiên được điều động đến đội thành phố thượng kinh rồi đúng vậy anh thầm anh thật là lợi hại thôi đáng tiếc là em chỉ có thể đến thành phố tây tặng đóng quân cách thượng kinh quá xa không thể thường xuyên về thăm anh thầm được nhưng em vẫn phải nói anh thầm lợi hại đúng anh thầm lợi hại đặng vĩ và hai người khác vây quanh thẩm thanh trúc vẻ mặt phấn khích nói thần sắc đó thậm chí còn phấn khích hơn cả khi chính mình đến thành phố thượng kinh thẩm thanh trúc cao mày liếc nhìn về phía lâm thất dạ chừng mắt nhìn ba người cầm miệng hết cho tao đặng vĩ và hai người kia lập tức không nói gì nữa thẩm thanh trúc tiến lên hai bước dường như muốn nói gì đó với lâm thất dạ nhưng lại dừng lại do dự một lúc vẫn quyết định quay người rời đi hắn đi rất chậm bước chân rất nặng nề rõ ràng là hắn đến thành phố tốt nhất nhưng cả người lại không nói nên lời cô đơn thất dạ bách lý phì phì đứng trong mưa do dự mở miệng không cần an ủi tôi có thể ở lại thương nam là điều tôi cầu còn không được lâm thất dạ cười cười hắn nói thật mặc dù trong lòng hắn có chút nghi hoặc Tại sao mình lại được điều vào đội 136 nhưng cũng chỉ là nghi hoặc, so với việc đến một thành phố xa lạ, quen biết những người xa lạ, hắn càng muốn ở lại thương nam, ở lại bên cạnh mọi người trong đội 136. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là bảo vệ loài người, trở nên nổi bật, hắn chỉ muốn hoàn thành lời hứa với triệu không thành, lời hứa, ở đâu hoàn thành cũng như nhau, tào uyên im lặng vỗ vai hắn, về thôi, mưa lớn rồi chỉ trong chốc lát, nước mưa như từ trên trời đổ xuống, mưa như chút nước xối xả vào người họ, làm họ ướt sũng lâm thất dạ gật đầu định rời đi đột nhiên cả người hắn khựng lại sao vậy bách lý phỉ phì nghi hoặc mở miệng lâm thất dạ cao mày các anh có thấy không mặt đất đang rung chuyển rung chuyển bách lý phì phì sửng sốt tào uyên cao mày cúi người đặt tay xuống đất trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc đúng vậy thực sự đang rung hơn nữa biên độ rung động ngày càng lớn biên giới thương nam dưới chân núi tân nam trong những ngôi làng dài rác mưa lớn như chút nước đổ xuống những ngôi nhà thấp bé được xây bằng ngói đất theo những vết nứt trên tường chảy vào trong nhà từng giọt từng giọt rơi xuống đất trên ngưỡng cửa cũ kỹ của ngôi nhà thấp bé một cô bé tết tóc đôi sam đang ngồi mặc một chiếc áo ngắn tay màu vàng nhạt chống cằm nhìn lên bầu trời u ám mưa như chút nước xối xả trên con đường đất trong làng những dòng bùn màu nâu sẫm chảy xuống theo những cánh đồng quanh co cả thế giới như chìm trong mưa a à nha sao con còn ngồi đây một người phụ nữ vội vã bước ra khỏi nhà thấy cô bé ngồi trước cửa nói mưa lớn thế này con ngồi trước cửa dễ bị cảm lạnh vào nhà ngay đi a à nha ửng một tiếng ngoan ngoãn bước vào nhà người phụ nữ đi đến trước cửa ngẩng đầu nhìn về phía núi tân nam trong mưa mày nhíu chặt vẻ mặt vô cùng lo lắng ôi mưa lớn thế này bố con vẫn còn trên núi phải làm sao đây bảo hôm nay đừng đi đừng đi không chịu nghe người phụ nữ lo lắng rậm chân do so dự một lúc quay vào nhà lấy chiếc áo mưa trên tường vừa mặc vào người vừa nói với à nhà. a nha a nha mẹ phải lên núi tìm bố con ở nhà với ông bà đừng chạy lung tung biết chưa Biết rồi, A nhà gật đầu mạnh, bím tóc đôi sam đung đưa như cái đuôi nhỏ, người phụ nữ mặc áo mưa, đội mưa bước ra khỏi nhà, từng bước chân đạp trên con đường đất lầy lội, chậm rãi nhưng kiên định hướng về phía con đường lên núi. A nhà chạy đến cửa, đôi mắt đen lái dõi theo bóng lưng dần khuất của người phụ nữ và cả ngọn núi Tân Nam mờ ảo trong mưa. Đột nhiên, mặt đất xung chuyển A nhà loạn choạng, suýt ngã xuống đất, cô bé nắm chặt ngưỡng cửa, đôi mắt nhỏ để vẻ kinh hoàng. Bạn đang xem trảm thần tại kênh YouTube Di Các Phim, mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh. Biên độ ngày càng lớn, đến mức cô bé nắm chặt ngưỡng cửa cũng khó giữ vững thân hình, ngôi nhà trên đầu rung lắc dữ dội, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, như thể sắp đổ sập đến nơi. Cô bé đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn núi Tân Nam trong mưa, cùng với sự rung chuyển của mặt đất, từng khối đất đá khổng lồ trên núi trượt xuống, theo dòng nước mưa xối xả, dần dần tụ thành những con sóng màu nâu sẫm ầm ầm. Con sóng do đất và đá tạo thành này từ sườn núi tràn xuống, giống như một con rồng bùn khổng lồ gầm thét dữ tợn trong mưa, điên cuồng quét qua sườn núi nghiêng với tốc độ kinh hoàng tràn về phía chân núi, từng ngôi nhà, từng ngôi làng bị con quái thú màu nâu này nhấn chìm. Những ngôi nhà trông có vẻ kiên cố vững chãi, dưới sức mạnh to lớn của thiên nhiên lại trở nên mỏng manh như giấy. A à nhà mở to mắt, trên mặt đất dung chuyển khó khăn chạy về nhà, hét lớn. Ông bà chạy nhanh lên, lũ quét đến rồi. ầm. Uhm. Nhìn từ trên trời xuống, dòng lũ quét giống như một con mạnh thú hung dữ không gì cản nổi, trong cơn mưa như chút nước vô tình cuốn phăng những ngôi làng dài rác dưới chân núi Tân Nam. Cuối cùng mọi thứ trong mưa trở nên im ắng tinh tiếng còi sắc nhọn vang lên khắp trại huấn luyện lâm thất dạ và bách lý phỉ phỉ vừa trở về ký túc xá chuẩn bị tắm rửa nhìn nhau nhanh chóng đặt khăn mặt vào chậu xuống chạy thẳng ra sân huấn luyện trong mưa mặc dù mưa rất lớn nhưng không ai đến muộn chỉ một lát sau tất cả mọi người đã tập trung tại sân huấn luyện đứng thẳng tắp trong mưa thất dạ cậu nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bách lý phỉ phỉ nhỏ giọng hỏi không biết lâm thất dạ lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhưng tôi đoán có lẽ đã xảy ra chuyện rồi đến sân huấn luyện tập trung không chỉ có những tân binh mà còn có các giáo quan khác họ nhanh chóng xếp hàng trong mắt cũng đầy vẻ hoang mang không biết lúc này gọi họ đến tập trung là có chuyện gì ố ừ. tiếng động cơ âm trầm truyền đến từ xa từng chiếc xe bạt màu xanh quân đội từ con đường xa xa lao tới đèn pha sáng chói xuyên qua màn mưa dày đặc chiếu sáng cả vãi đất tối tăm tổng giáo quan viên cương nhanh chóng bước lên bục khuôn mặt dưới mũ quân đội nghiêm nghị chưa từng thấy ông đơn giản điểm danh rồi gần như gào lên với mọi người mười phút trước Do ảnh hưởng của động đất, gần núi Tân Nam đã xảy ra lũ quét bùn đất trên diện rộng, 6 ngôi làng xung quanh gặp nạn, ước tính ban đầu có gần 200 người thiệt mạng hiện tại. Đã có rất nhiều đội cứu hộ lên đường đến núi Tân Nam nhưng do đường xá nên họ vẫn cần một thời gian nữa mới đến được. Trước lũ quét bùn đất, thời gian tương đương với mạng sống, gần núi Tân Nam, nơi duy nhất có thể nhanh chóng huy động được nhiều người chính là trại huấn luyện của chúng ta. Tôi biết các anh đã kết thúc khóa huấn luyện, sắp rời khỏi đây, đến những thành phố khác nhau, nhưng bây giờ, xin đừng quên các anh vẫn là quân nhân, quân nhân đại hạ. Nơi nào cần chúng ta, chúng ta sẽ đến đó. Tiếp theo, tôi yêu cầu tất cả các anh sử dụng khả năng bảo vệ thành phố của mình để cứu những người gặp nạn này. Viên cương hít một hơi thật sâu, chỉ vào những chiếc xe bạt quân sự đỗ trong mưa ở đằng xa. Hét lớn, tất cả mọi người, lên xe hết. Chúng ta, đi cứu trợ. Dưới bầu trời u ám, hàng chục chiếc xe bạt quân sự lao nhanh trên con đường lầy lội, những giọt mưa dày đặc rơi lộp độc trên mui xe, hòa cùng tiếng động cơ ầm ầm và tiếng sấm giống như một bản nhạc thảm họa hỗn loạn hàng chục tân binh ngồi im lặng trong xe bạt cơ thể lắc lư theo chiếc xe sốc này nước mưa xiên xẹo từ phía sau xe bạt hát vào làm ướt áo họ hồng giáo quan ngồi ở hàng ghế đầu lấy ra từ chiếc bao tải vài bố những chiếc áo mưa quân đội màu đen chuyển tay nhau phát xuống tám ngôi làng gặp nạn cách xa nhau có làng nằm ở phía đông núi tân nam có làng ở phía nam thậm chí có làng nằm trong khe núi xe bạt của chúng ta không thể đi vào đi thêm một đoạn nữa thì chỉ có thể đi bộ ngôi làng xa nhất có địa hình cực kỳ hẻo lánh đường đi gồ ghề cộng thêm mưa lớn, còn có thể xảy ra động đất bất cứ lúc nào, nếu là đội cứu hộ bình thường thì chỉ riêng đoạn đường từ ngoài núi vào trong núi đã mất gần 48 giờ, thời gian vàng cứu hộ thảm họa lũ quét bùn đất là 72 giờ, đợi đến khi đội cứu hộ đến nơi thì gần như không còn thời gian cứu hộ, nhưng các anh thì khác, sau nhiều lần huấn luyện khắc nghiệt, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, các anh vẫn có thể đi bộ băng qua đoạn đường này trong vòng 24 giờ. Hồng Giáo quan lấy ra một tấm bản đồ núi Tân Nam, trải ra trên mặt đất, dùng đèn pin chiếu sáng, ngồi xuống dùng bút vẽ sau khi các giáo quan của chúng ta vừa thảo luận, chúng ta đã xác định sơ bộ kế hoạch cứu hộ. Chúng ta sẽ chia tất cả các giáo quan và các anh thành 8 nhóm, mỗi nhóm đến các làng khác nhau để cứu hộ. Năm ngôi làng bên ngoài núi thì không sao, nhiệm vụ cứu hộ không khó, chủ yếu là ba ngôi làng nằm trong núi Tân Nam này. Chúng ta tạm thời đánh dấu chúng là số 1, số 2 và số 3. Trong đó số 1 chính là ngôi làng nằm sâu trong lòng núi Tân Nam mà tôi vừa nói, muốn cứu hộ số 1 thì phải trong thời gian ngắn nhất, trong điều kiện khắc nghiệt băng qua toàn bộ dãy núi Tân Nam. Nhiệm vụ gian nan nhất để tăng tốc độ băng qua dãy núi số lượng đội cứu hộ này không được quá đông nhưng cũng không được quá ít nếu không thì sau khi đến làng sẽ không đủ người cứu hộ vì vậy tôi đã định ra một số ứng cử viên cứu hộ làng số một hồng giáo quan nhìn lướt qua mọi người nghiêm túc nói lâm thất dạ cậu là người đầu tiên đảm nhiệm đội trưởng đội cứu hộ số 1. vâng lâm thất dạ trong đám đông không chút do dự trực tiếp gật đầu hắn nằm trong đội cứu hộ số 1 này cũng không có gì lạ hắn vốn là người đứng đầu trong cuộc huấn luyện khắc nghiệt việc vượt núi trong điều kiện khắc nghiệt đối với hắn không khó hơn nữa còn có phàm trần thân vực gia trì sau khi đến làng gặp nạn hắn có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của người gặp nạn đẩy nhanh tiến độ cứu hộ còn có bách lý đồ minh thẩm thanh trúc mo ly đặng vĩ lý giả lý lương ôn thanh thanh hồng giáo quan tiếp tục báo một loạt tên người cộng thêm lâm thất dạ đội cứu hộ số một này có tổng cộng 8 tân binh cộng thêm chính hồng giáo quan dẫn đội tổng cộng 9 người danh sách nhân sự này đương nhiên không phải là ngẫu nhiên bách lý đầu minh này giống như doraemon có thể phát huy tác dụng trong bất kỳ điều kiện nào bản thân thẩm thanh trúc có thực lực cứng rắn tốc độ vượt núi cũng cực nhanh khả năng chấn động của mori có thể dễ dàng giải quyết một số vấn đề về địa hình trong lúc cứu hộ cũng rất hữu ích còn đặng vĩ lý giả lý lương cấm khư của ba người đều liên quan đến sức mạnh khả năng cứu hộ cực mạnh khả năng trị liệu của ôn thanh thanh có thể sơ cứu cho người bị thương còn về tào uyên anh ta không được đưa vào đội này dù sao thì cấm khư của anh ta cũng không có tác dụng gì lớn trong việc cứu hộ, hơn nữa không thể để tất cả các tuyển thủ hàng đầu đều vào một đội, hai ngôi làng khác trong vùng núi cũng cần cứu hộ. Tiếp theo, Hồng giáo quan lại công bố danh sách nhân sự đến 7 ngôi làng khác, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, hơn nữa để chắc chắn, các giáo quan lại phân phát thêm tinh thần đạo. Sau khi kho hàng không hiểu sao chống rộng cách đây vài tháng, họ lại điều thêm một lô vũ khí nhưng lần này các biện pháp bảo vệ xung quanh kho hàng đã tăng gấp 5 lần. Lần này các anh phải đối mặt, không còn là diễn tập, huấn luyện, đánh giá nữa đây là thảm họa thực sự tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể tập trung tinh thần dốc toàn lực chúng ta lãng phí mỗi giây đều có thể có nghĩa là một sinh mạng mất đi ngày kia các anh sẽ thực sự tuyên thệ trở thành người canh gác tôi hy vọng trong hành động cứu hộ lần này các anh có thể dùng chính đôi tay của mình tự tay đặt nền móng cho vinh quang của người canh gác dưới chân núi thương nam ngôi làng gặp nạn được đánh dấu là số 7. núi sạt lở và bùn đất đã chôn vùi ngôi làng vốn yên bình chỉ còn lại những mảnh vỡ của ngôi nhà đổ nát như vỏ sò trên bãi cát sen kẽ nằm dưới lớp đất đá dày chỉ có một số ít ngôi nhà ba tầng lộ ra nửa thân nhà ở bên ngoài những bức tường và trụ cột vỡ nát nằm rải rác khắp nơi một người đàn ông toàn thân lấm lem bùn đất loạn choạng chạy về phía trước trong mưa anh ta đeo một chiếc giỏ tre bên trong còn được một ít nấm bị mưa làm ướt đôi môi đất nẻ hơi run rẩy không 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 thể như vậy được anh ta nhìn ngôi làng bị phá hủy trước mắt khó tin mà nói khàn khàn đây là nơi anh lớn lên từ nhỏ không ai hiểu nơi này hơn anh thậm chí anh chỉ cần nhìn vào mảnh vỡ của bức tường trên mặt đất là có thể nhanh chóng đoán ra đây là tường nhà của ai, ngói nhà của ai. Anh ta kéo lê chân phải bê bết máu, cố gắng chạy nhanh trong mưa, chạy về phía ngôi nhà nhỏ thấp tầng trong ký ức, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Không thể nào, không thể nào. Tiểu Phương, bố, mẹ, các người đợi tôi, tôi về rồi, tôi về ngay đây. Đột nhiên, chân phải của anh ta mất điểm tựa, cả người ngã mạnh xuống đất, những cây nấm trong giỏ rơi ra hết, anh ta không thèm nhìn, giật mạnh chiếc giỏ sau lưng xuống, tiếp tục nghiến răng chạy về phía trước. Cuối cùng, anh ta cũng đến trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng bị chôn vùi hơn một nửa không 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 người đàn ông bắt đầu run rẩy không kiểm soát được nước mắt hòa với nước mưa chảy dài trên má anh ta như phát điên lao vào đống đất đá dùng chính đôi tay của mình nhanh chóng đào đất không sao đâu con trai đến cứu các người rồi không sao không sao đâu những tảng đất sắc nhọn đâm thủng lòng bàn tay anh ta máu tươi chảy ròng ròng trên những tảng đất đá đen nâu anh ta như không cảm thấy đau đớn tiếp tục điên cuồng đào đất trên mặt đất biểu cảm của anh ta dần mất kiểm soát giọng nói bắt đầu run rẩy không sao không sao chết tiệt chết tiệt tại sao anh ta đấm mạnh xuống đất tiếng khóc tuyệt vọng ai đến ai đến cứu chúng tôi ùm um, tiếng động cơ âm trầm truyền đến từ xa giống như tiếng gầm của dã thú ánh sáng chói mắt chiếu sáng vùng đất tối tăm dọi vào đống đổ nát hỗn độn người đàn ông ngạc nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy từng chiếc xe bọc thép màu xanh quân đội đâm thủng màn mưa dày đặc lao nhanh về phía này xe chưa dừng hẳn đã có những bóng người mặc áo khoác quân đội màu đen nhanh chóng nhảy ra khỏi môi xe hai chân dẫm mạnh xuống vũng nước lầy lội với tốc độ kinh người tiến về phía này người đứng đầu hít một hơi thật sâu gần như gào lên giọng nói hùng hồn át cả tiếng mưa như chút nước vang vọng khắp ngôi làng đổ nát quân nhân đại hạ ở đây từ thần tránh đường người sống nhất định phải sống xe bạt quân dụng phụ trách làng số 7 dừng lại hàng chục tân binh và giáo quan nhanh chóng chạy đến ngôi làng đã trở thành đống đổ nát có người phụ trách tìm kiếm vị trí của những người gặp nạn có người phụ trách đào với cứu hộ có người phụ trách dựng trại y tế tạm thời ở bên cạnh, mọi thứ đều diễn ra theo trình tự trong bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Rất nhanh đã có người cõng người đàn ông đang quỳ trên đống đổ nát, vừa đưa đến trại y tế vừa kiên nhẫn hỏi thăm tình hình. Một nhóm khác nhanh chóng đào bới lớp đất dày, bắt đầu tìm kiếm vợ và cha mẹ của anh ta. Người đàn ông ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nước mắt không ngừng trào ra. Người đàn ông thô kệch ngoài 30 tuổi này, lần đầu tiên khóc như một đứa trẻ. "Cầu xin các anh, cầu xin các anh, cứu họ." "Hãy yên tâm." Trịnh Trung cáo anh ta nghiêm túc nói, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Vài chiếc xe bạt khác chỉ lướt qua trước cửa làng, không hề dừng lại, nhanh chóng lao về hướng những ngôi làng khác. Dưới chân núi Thương Nam, những thảm kịch như làng số 7 còn có 7 vụ nữa, thời gian không cho phép họ dừng lại dù chỉ một chút. Ngồi ở cuối xe bạt, Lâm Thất Dạ lặng lẽ nhìn bóng người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết, theo sự rời đi của chiếc xe, tiếng khóc của anh ta ngày càng nhỏ dần, hình ảnh đống đổ nát cũng dần biến mất trong mùa. Mặc dù đã không còn nhìn thấy nhưng hình ảnh người đàn ông khóc lóc đau đớn như in sâu vào trái tim Lâm Thất Dạ mãi không thể xóa nhòa, trái tim anh như nghẹn lại, không nói nên lời khó chịu. Trong xe, một phiến chết lặng, sắp đến làng số 5 rồi, lát nữa đội cứu hộ số 5 xuống xe, chúng ta sẽ tách khỏi đội ngũ chính, trực tiếp đi vào trong núi Hồng Giáo quan nhìn về phía xa xa, nơi có một ngôi làng ẩn hiện, lên tiếng nói, xe ngày càng gần làng số 5, so với làng số 7 vừa rồi, nơi đây yên tĩnh hơn nhiều, không có tiếng khóc than của người đàn ông, tầm mắt anh ta nhìn đến đâu cũng không thấy bất kỳ người sống sót nào, lớp bùn đất dày như thế đã chôn vùi mọi sự sống chỉ còn lại những bức tường đổ nát khắp nơi kể lại câu chuyện bi thảm trong xe lâm thất dạ có thể cảm nhận rõ ràng nắm đấm của những tân binh khác càng siết chặt ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống đổ nát im lìm như thể có thể phun ra lửa chưa đợi xe bà dừng hẳn đã có người đứng bật dậy khỏi ghế trực tiếp nhảy ra khỏi xe bà đang chạy bóng người rơi xuống mưa nhanh chóng lao về phía đống đổ nát quân nhân đại hạ ở đây thần chết tránh ra người sống nhất định sẽ sống sót giọng nói của anh ta vang vọng trên đống đổ nát trong mưa không biết là nói cho ai nghe nhưng anh ta luôn cảm thấy sẽ có người nghe thấy nghe thấy thì đồng nghĩa với việc nhìn thấy hy vọng họ chính là hy vọng của những người này sau khi một người nhảy ra nhiều người khác không ngồi yên được nữa họ nắm chặt nắm đấm lần lượt nhảy xuống xe dồn hết sức lực vừa chạy về phía đống đổ nát vừa hét lớn quân nhân đại hạ ở đây thần chết tránh ra người sống nhất định sẽ sống sót quân nhân đại hạ ở đây thần chết tránh ra người sống nhất định sẽ sống sót quân nhân đại hạ ở đây tiếng nói nối tiếp nhau vang vọng trong đống đổ nát xe không dừng lại tất cả những người đáng lẽ phải đến hỗ trợ ngôi làng này đều đã nhảy xuống xe giáo quan lái xe dường như cũng bị bầu không khí này lây nhiễm thấy những người trong xe bạt cần xuống đều đã xuống chỉ còn lại chín người anh ta đạp hết chân ga tiếng động cơ gầm rú một lần nữa vang lên xe bắt đầu lao nhanh về phía sâu trong núi thương Nam dưới chân núi thương Nam, trụ sở chỉ huy cứu hộ tạm thời trong liều quân dụng đơn giản hai giáo quan đã kết nối xong thiết bị theo dõi vệ tinh đang bận rộn thiết lập mạng lưới thông tin điện tử viên cương khoanh tay đứng ở cửa lều cao mày nhìn ngọn núi thương nam bị nhấn chìm trong mưa lớn trước mắt im lặng không nói thủ trưởng tất cả thiết bị thông tin của các đội cứu hộ đã được kết nối một giáo quan cẩn thận điều chỉnh thiết bị lên tiếng nói do mưa lớn cộng với lũ bùn đất hầu hết các tháp tín hiệu gần đó đều bị hư hại phải thiết lập mạng lưới thông tin vệ tinh mới có thể liên lạc với các đội cứu hộ trên núi tất cả các đội cứu hộ báo cáo tình hình viên cương trầm giọng nói đội cứu hộ số 8 đã đến làng mục tiêu bắt đầu cứu hộ Đội cứu hộ số 7 đã đến làng mục tiêu, bắt đầu cứu hộ, đội số 6. Đội cứu hộ số 1 chưa đến làng mục tiêu, giọng nói của hồng giáo quan cuối cùng truyền ra từ thiết bị thông tin, ngoại trừ đội 1, đội 2, đội 3 là ba đội cứu hộ đến sâu trong núi Thương Nam, các đội khác về cơ bản đều đã bắt đầu hành động cứu hộ. Viên cương cúi đầu nhìn bản đồ trên bàn, theo tính toán, đội 2, đội 3 đều có thể đến làng mục tiêu trong vòng 5 giờ, còn đội cứu hộ số 1, ngay cả khi mọi chuyện suôn sẻ, cũng phải mất ít nhất 10 giờ, anh ta đi đến cửa lều ngẩng đầu nhìn những đám mây đen kỳ trên bầu trời theo tình hình hiện tại mưa sẽ không tạnh trong thời gian ngắn nếu lượng mưa vẫn duy trì như thế này không loại trừ khả năng xảy ra lũ bùn đất lần nữa ngay khi viên cương đang suy nghĩ anh ta dường như không để ý thấy tiếng nói của hai giáo quan đang điều chỉnh thiết bị trong lều ngày càng nhỏ tiếng mưa rơi lộp độc trên đỉnh lầu dần biến mất quỹ đạo rơi của nước mưa ngày càng mờ ảo như thể mọi thứ xung quanh đang từ từ rời ra anh ta đến khi anh ta hoàn hồn mọi âm thanh xung quanh đã hoàn toàn biến mất những giọt mưa rơi lơ lửng giữa không trung như thể bị nhấn nút tạm dừng còn hai giáo quan vốn đang ở trong lều không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy đâu trong thế giới trống rỗng chỉ còn lại một mình anh ta hoặc có thể nói không biết từ lúc nào nơi này đã không còn là thế giới mà anh ta quen thuộc nữa viên cương nhíu chặt mày sự kỳ lạ xung quanh không khiến anh ta hoảng sợ anh ta dường như nhận ra điều gì đó ánh mắt hướng về phía bên ngoài lều ở phía bên kia đường chân trời một bóng người đang từ từ đi qua màn mưa lơ lửng tiến về phía này đó là một người đàn ông mặc bộ vest đuôi tôm màu đen mái tóc dài buông xóa tùy ý sau lưng trước ngực cài một chiếc châm cài hình hoa diên vĩ màu tím khuôn mặt yêu dị nở một nụ cười khẽ trông giống như một quý tộc lịch lãm tham dự vũ hội cao cấp vừa cao quý vừa lịch sự nhìn thấy người đàn ông này sắc mặt viên cương lập tức trở nên u ám ngôn ngữ bí ẩn người đàn ông ngạc nhiên nhớ mày giọng nói ôn hòa như ngọc không ngờ đội phó của đội thành phố kinh thượng như anh lại biết tôi anh quá dễ nhận biết viên cương bình tĩnh nói ác mộng thực sự kẻ thao túng tư duy một trong ba thần cổ xưa nhất của giáo hội cổ thần đồng thời cũng là người tạo ra khế ước tín đồ. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là phong thái quý tộc đáng ghét của anh ngôn ngựa bí ẩn cười, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, thật là thất lễ. Thủ trưởng viên, viên cương nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó, sắc mặt càng thêm u ám. Vậy nên, trận động đất và lũ bùn đất lần này không phải là thiên tai viên cương trầm giọng nói, tôi còn đang thấy lạ, cũng ở thành phố Thương Nam. Tại sao cường độ động đất ở núi Thương Nam lại chênh lệch nhiều so với cường độ động đất ở trung tâm thành phố? Xem ra, đây đều là ác mộng do anh tạo ra ngôn ngữ bí ẩn vỗ tay nhẹ cười nói quả nhiên là thủ trưởng viên đoán chúng ngay mục tiêu của anh là lâm thất dạ viên cương cao mày chỉ là một người mới ở cảnh giới chỉ thôi mà vậy mà lại khiến một thần cổ xưa như anh đích thân ra tay tự mình ra tay thì không hẳn dù sao thì tôi đứng đây chỉ là một hình chiếu ác mộng mà thôi bản thể của tôi vẫn đang bị đám điền của đội linh mỗi truy đuổi ngôn ngữ bí ẩn thở dài bất lực quả nhiên là đội đặc biệt số 2, từ khi tôi bước vào lên đến giờ đã lâu lắm rồi tôi mới thảm hại như vậy vậy thì người ra tay với lâm thất dạ là người khác là tín đồ dưới trướng anh viên cương nhạy bén nghe ra trọng điểm trong câu nói này ngôn ngữ bí ẩn chỉ giữ nụ cười không nói gì xem ra tôi đoán đúng rồi viên cương bình tĩnh nói anh phải một hình chiếu ác mộng đến đây chính là để kìm chân tôi điều này chứng tỏ những tín đồ anh phái đi không vượt quá cảnh giới hải anh lo tôi ra tay sẽ phá hỏng kế hoạch của anh đúng không người ta bảo đội phó kinh thượng anh có dũng vô mưu giờ xem ra cũng không phải vậy ngôn ngữ bí ẩn cảm thán cho dù anh đoán đúng thì cũng vô dụng bây giờ người mạnh nhất thương nam như anh đã bị kẹt lại còn đội 136 lại nhận lệnh của cấp cao đóng giữ khu vực thành phố, căn bản sẽ không đến đây, đối phó với một đám tân binh còn ướt sau vành tai, cảnh giới hài đã là quá đủ rồi nghe thấy câu này, đồng tử viên cương đột nhiên co lại, sao anh biết được mệnh lệnh mà cấp cao của người canh gác ban xuống, ngôn ngữ bí ẩn cười mà không nói, quả nhiên các anh đã cải tín đồ vào cấp cao, điều đó không quan trọng ngôn ngữ bí ẩn giơ tay lên, giống như một nhà trường đứng thẳng, khẽ vung trong không khí, bầu trời, mặt đất, đỉnh núi, mưa, mọi thứ dường như có được sự sống riêng run rẩy dữ dội đồng thời viên cương chỉ cảm thấy một luồng hàn ý chưa từng có bao trùm lấy trái tim mình hãy chìm đắm trong ác mộng của tôi đi ngôn ngữ bí ẩn khẽ lẩm bẩm thủ trưởng thủ trưởng một giáo quan bước ra khỏi lều nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng viên cương đâu kỳ lạ thủ trưởng đi đâu rồi vừa nãy còn ở đây mà anh ta nghi hoặc cãi đầu có phải đi cứu trợ ở một ngôi làng nào đó không một giáo quan khác lên tiếng không biết giáo quan lắc đầu trầm ngâm một lát rồi nói cứ đợi một lát sau đó liên lạc với các đội cứu hộ để hỏi thăm lẽ ra thì vào thời điểm quan trọng như thế này thủ trưởng sẽ không vô cớ biến mất bạn đang xem chạm thần tại kênh youtube di các phim u uh, núi tân nam trong cơn mưa như chút nước một chiếc xe bạt quân dụng nhanh chóng chạy trên đường núi ánh đèn sáng rực xuyên qua màn mưa mờ ảo chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh vật phía trước cách đó vài chục mét lâm thất giả dạ và những người khác ngồi trong xe nhìn bản đồ phức tạp trên tay liên tục ghi lại vị trí của mình đồng thời tìm kiếm tuyến đường thích hợp nhất để đến ngôi làng xoẹt đột nhiên xe bạt phanh gấp suýt nữa hắt văng những người phía sau ra ngoài, chiếc xe trượt một nửa vòng cung trên con đường lầy lội rồi dừng lại một cách an toàn, đoạn đường phía trước bị sạt lở, xe chỉ có thể đi đến đây, giáo quan lái xe hét lên, lâm thất dạ và những người khác nhìn nhau, nhanh chóng cất bản đồ, quay người xuống xe, hồng giáo quan gõ vào cửa sổ xe phía trước, nói, đến đây thôi, đoạn đường còn lại, chúng ta tự đi, rào rào rào, những giọt mưa dày đặc rơi xuống từ trên cao, trong thung lũng yên tĩnh dường như chỉ còn lại tiếng mưa không dứt vài bóng người mặc áo khoác quân đội màu đen nhảy xuống từ phía sau xe bắn tung tóe bùn đất đeo trên lưng hộp đen đựng tinh thần đạo nhanh chóng chạy về phía sâu trong rừng đã không còn xe không cần thiết phải đi đường lớn để lãng phí thời gian trên xe họ đã vạch ra một tuyến đường nhanh nhất để đến ngôi làng số 1, mặc dù trong mắt người thường đi con đường này trong thời tiết như thế này chẳng khác nào tìm đường chết nhưng đối với họ đó không phải là chuyện khó khăn gì chín người thành một hàng xếp thành một đội dài nhanh chóng băng qua khu rừng rậm rạp người chạy trước tiên không phải hồng giáo quan mà là lâm thất dạ lúc này mây đen che phủ ánh sáng trong rừng cực kỳ tối tăm cộng thêm mưa che khuất tầm nhìn người bình thường có thể không nhìn rõ cả cái cây cách đó 2 mét môi trường khắc nghiệt như vậy chắc chắn sẽ làm chậm đáng kể tốc độ tiến lên còn lâm thất dạ sở hữu phàm trần thân vực có thể hoàn hảo tránh được mọi vật cản anh ta chạy trước những người phía sau chỉ cần theo bước chân của anh ta toàn tốc tiến lên là được còn người ở cuối hàng là hồng giáo quan ông là cường giả xuyên cảnh duy nhất trong đội hơn nữa kinh nghiệm lại vô cùng lão luyện ông ở cuối hàng chắc chắn sẽ mang lại cảm giác an toàn cực lớn cho mọi người không ai nói chuyện không ai kêu mệt ngay cả bách lý phỉ phỉ vốn nhàn rỗi nhất ngày thường cũng không nói một lời im lặng chạy về phía trước bây giờ không phải là lúc để trò chuyện hay phàn nàn mạng người không thể đùa được cứ mỗi giây họ đến làng nhanh hơn có thể cứu thêm một mạng người họ phải toàn tâm toàn ý tiến lên tiết kiệm từng chút sức lực họ băng qua hai khu rừng dọc theo con suối giữa thung lũng mà chạy về phía trước con suối nhỏ vốn hiền hòa róc rách dưới sự tụ tập của nước mưa đã trở thành một dòng sông cuồn cuộn, cuộn chảy ngược về hướng ngược lại, ầm ầm, tiếng sấm rền trong đám mây đen, đất đá ở một bên sườn núi bị nước mưa làm mềm, lăn xuống phía dưới, kéo theo nhiều đất đá hơn, giống như một con sóng màu nâu, tiếng ầm ầm hòa cùng tiếng sấm, cuốn vào thung lũng hẹp, Lâm Thất Dạ là người đầu tiên nhận ra cảnh này, anh ta đột ngột quay đầu lại, hét lớn, "Bên trái!" Sạt lở, Molly nhanh chóng giơ tay lên chuẩn bị dùng cấm khư để làm tan nát đất đá cuốn tới bách lý phỉ, phỉ phỉ phía trước đột ngột nắm lấy cổ tay cô nghiêm túc nói không được bây giờ cấu trúc của sườn núi quá yếu ớt cô sử dụng vạn tượng tần động chỉ làm tăng tốc độ sụp đổ của chúng để tôi anh ta tiến lên một bước rượu quang trước ngực tỏa sáng rực rỡ bóng vàng tụ lại trên khoảng đất trống bên trái chín người tạo thành một bức tường vàng dày cộm vô số đất đá mang theo động năng khổng lồ đập vào bề mặt bức tường vàng ánh sáng vàng chớp tắt cuối cùng vẫn chặn được đất đá sạt lở đang ập tới bách lý phì phì dưới chiếc áo khoác quân đội màu đen một lần nữa đưa tay ra ánh sáng vàng rực rỡ lại trở về chiếc vòng cổ trên ngực anh ta lần này anh ta không khoe khoang như thường lệ mà nhanh chóng quay trở lại đội ngũ không nói một lời tiến về phía trước molly phía sau anh ta ngây người nhìn bóng lưng im lặng của anh ta dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy bách lý phì phì như vậy trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ anh ta như vậy dường như khá đẹp trai đối với lâm thất dạ và những người khác vụ sạt lở núi lần này chỉ là một sự cố nhỏ trên đường tiến lên thiên tai ập đến không thể ngăn cản bước chân của họ họ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái theo lộ trình ban đầu mà chạy về phía trước thời gian trôi qua từng chút một khoảng cách của họ với ngôi làng số một cũng ngày càng gần vết bẩn lầy lội bám trên bề mặt áo khoác quân đội hòa vào màu đen đôi ủng dài liên tục xa vào bùn đất mềm nhũn dùng sức rút ra bên trong giày đã lẫn đầy lá cây mục nát trong rừng không nói nên lời khó chịu lạnh lẽo đói khát mệt mỏi đau đớn đủ loại cảm giác tiêu cực bao trùm trong lòng họ nhưng không một ai mở miệng kêu mệt Trải qua một năm rèn luyện, họ đã sớm quen rồi. Bây giờ, họ không còn là những người bình thường trước khi vào trại huấn luyện nữa. Bây giờ, họ là những người lính sắp tuyên thệ trở thành người canh gác. Máy bộ đàm bên hông hồng giáo quan reo lên, ông ta đưa tay rút ra, vừa chạy về phía trước vừa nói gì đó với đầu dây bên kia. Một lúc sau, lông mày ông ta nhíu chặt lại. Hồng giáo quan, có chuyện gì vậy? Lâm thất dạ nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của hồng giáo quan, mở miệng hỏi. Hồng giáo quan im lặng một lúc, giọng khàn khàn mở miệng, thủ trưởng mất tích rồi mất tích bách lý phì phì sửng sốt mất tích 8 tiếng trước những người cuối cùng nhìn thấy ông ấy là hai giáo quan ở lại điểm chỉ huy tạm thời họ tưởng thủ trưởng đi đến một ngôi làng nào đó để giúp đỡ cứu hộ nhưng hỏi khắp các làng đều không thấy bóng dáng ông ấy vậy nên họ cũng đến hỏi chúng ta có nhìn thấy không đúng vậy nhưng chúng ta vẫn chưa đến ngôi làng số 1, không biết tình hình thế nào hồng giáo quan suy nghĩ một chút nhưng với tốc độ của thủ trưởng nếu thực sự đến ngôi làng số 1 thì có lẽ không cần đến 2 giờ biết đâu bây giờ ông ấy đã đến rồi vậy chúng ta còn cách ngôi làng số một bao xa lâm thất dạ hỏi hồng giáo quan suy nghĩ một chút đối chiếu với bản đồ đã ghi chép trước đó trong đầu mở miệng nói với tốc độ này thì còn khoảng nửa giờ nữa nhưng chúng ta đã chạy liên tục lâu như vậy rồi mọi người có muốn nghỉ ngơi một chút không sắp đến rồi bách lý phì phì toàn thân đẫm mồ hôi cắn răng nói không nghỉ một mạch sung lên những người khác cũng không có ý kiến gì mọi người lại tăng tốc hướng về phía ngôi làng số một mà chạy nhanh rất nhanh những cây cối xung quanh dần thưa thớt tầm nhìn càng trở nên rộng mở xa xa một ngôi làng bị bùn đất vùi lấp hiện ra một góc đổ nát chín người dừng lại trước đống đổ nát thở hổn hển mồ hôi hòa lẫn với nước mưa nhỏ xuống đất vạt áo dưới lớp áo khoác quân đội đã ướt đẫm thủ trưởng không đến đây hồng giáo quan nhìn lướt qua đống đổ nát cao mày mở miệng ông ấy thực sự mất tích rồi thủ trưởng là cường giả cảnh giới hải không thể xảy ra chuyện gì bất ngờ được biết đâu chỉ có chuyện gì đó nên rời đi trước thôi đặng vĩ nói một cách không chắc chắn hồng giáo quan không trả lời viên cương là người như thế nào có lẽ những tân binh này không hiểu rõ nhưng những giáo quan như họ thì rất rõ trong tình huống này Viên cương tuyệt đối không thể bỏ mặc họ đang trong quá trình cứu hộ, không nói một tiếng nào mà chạy đi làm việc khác, nhất định đã xảy ra một số chuyện bất ngờ mà họ không biết. Hồng giáo quan hít sâu một hơi, đừng quan tâm nữa, cứu người là quan trọng, theo sự phân công ban đầu mà tàn ra cứu hộ, tất cả mọi người mang theo vũ khí của mình, nếu phát hiện ra chỗ nào không ổn, lập tức gọi người. Rõ, tám người còn lại tàn ra bốn phía, lâm thất dạ phụ trách dùng năng lực tìm kiếm vị trí cụ thể của người gặp nạn, thẩm thanh trúc, Molly, bách lý phì phì, đặng vĩ, lý giả, Lý Lương và Hồng Giáo Quan bảy người phụ trách đào với cứu hộ, Ôn Thanh Thanh phụ trách điều trị người bị thương. Thân hình Lâm Thất Dạ nhanh chóng di chuyển trong ngôi làng đầy đổ nát, mỗi khi phát hiện ra người sống sót, hắn sẽ dùng tinh thần đào khắc một chữ thập trên đất hoặc tường. Trong tình trạng hoàn toàn thả lòng sử dụng cấm khư, tốc độ cứu hộ của những người khác cũng nhanh đến kinh ngạc, từng người sống sót được họ cứu ra, sau đó tập trung đưa đến một ngôi nhà đổ nát nào đó có thể tránh mưa tạm thời, do Ôn Thanh Thanh điều trị. Ngôi làng số một trong thung lũng không lớn, số người ở ít hơn nhiều so với những ngôi làng khác, dù sao thì thời đại này còn muốn ở trong núi sâu thì quá ít, phần lớn đều là người già ở nhà, còn có một số ít thanh niên lớn lên ở đây, không muốn rời đi. Thêm vào đó, đội cứu hộ số 1 triển khai cứu hộ rất nhanh, chưa đầy nửa giờ, họ đã cứu được tất cả những người sống sót. Đội cứu hộ số 1 báo cáo, hành động cứu hộ đã kết thúc, làng số 1 có tổng cộng 17 người sống sót, đã được sơ cứu, chờ đội cứu hộ tiếp theo. Hồng giáo quan dùng máy bộ đàm báo cáo tình hình với sở chỉ huy tạm thời, rất nhanh đã nhận được xác nhận của sở chỉ huy đội cứu hộ có lẽ còn khoảng một ngày nữa mới đến trước đó chúng ta phải ở lại đây bảo vệ những người bị thương hồng giáo quan quay đầu nói với những người đang dựa vào bức tường đổ đắt nghỉ ngơi vậy sau khi đội cứu hộ đến thì sao chúng ta cùng họ xuống núi à bách lý phỉ phỉ hỏi hồng giáo qua lắc đầu không khi họ sắp đến chúng ta sẽ tự xuống núi tránh chạm mặt trực diện với họ mọi người gật đầu trong lòng lập tức hiểu ra bản thân họ là đội tiến hành cứu hộ trước khi đội tìm kiếm cứu nạn chính thức đến hơn nữa còn thuộc về tổ chức người canh gác nói cách khác trong mắt đội cứu hộ chính thức họ vốn là một đội cứu hộ không tồn tại nếu lúc đó chạm mặt với đội cứu hộ chính thức ngược lại dễ gây ra một số phiền phức chín bóng người mặc áo khoác quân đội màu đen dựa vào tường bức tường đổ nát ngắn ngồi trên đầu giúp họ che bớt một phần mưa gió nhưng vẫn có những giọt mưa rơi vào người họ từ từ trượt xuống đất bách lý phì phì cúi đầu nhẹ nhàng ngắc lư đôi mắt như bị nam châm hút chặt chuẩn bị nhắm lại bất cứ lúc nào còn lý giả đặng vĩ bên kia thì đã chìm vào giấc ngủ từ lâu họ quá mệt mỏi rồi 9 giờ chạy trong môi trường khắc nghiệt không nghỉ ngơi một lần nào, đến nơi lại bắt đầu liều mạng cứu hộ, gần như vất kiệt từng chút sức lực của họ. Phải biết rằng tám tân binh này có độ tuổi trung bình chỉ mới 20. Molly ngẩng đầu nhìn những giọt mưa trên bầu trời rơi xuống, có chút ngẩn ngơ, đột nhiên, một cái đầu đột ngột đập vào vai cô. Cô theo bản năng định tránh ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và kiên cường dưới chiếc mũ quân đội, cô lại dừng lại. Bách Lý phỉ phỉ ngủ thiếp đi, anh ta ngủ rất say, say đến mức cơ thể ngã vào vai Molly mà không hề hay biết. Molly ngây người nhìn khuôn mặt anh ta, trong lòng do dự một lúc, vẫn không đẩy anh ta ra, mà để mặc anh ta dựa vào người mình. Cô mím chặt môi, quay đầu tiếp tục nhìn cơn mưa lớn liên miên, dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng khẽ. Trong giấc ngủ, khóe miệng bách lý phỉ phỉ hơi cong lên, mưa vẫn rơi, trong căn nhà đổ nát, lặng lẽ nằm hai nhóm người. Bên trái là những người sống sót do lâm thất dạ và những người khác cứu ra, bên phải là những người gặp nạn đã mất mạng, có 17 người sống sót, 9 người gặp nạn, sau khi thảm họa thiên nhiên như lũ quét đất đá xảy ra có rất nhiều người đã mất mạng khi thảm họa bùng phát bị đất đá vùi lấp bị tường đổ đè bị đá nhọn cành cây đâm thùng những người này họ không thể cứu được còn những người sống sót bên kia đều nằm trong phạm vi cấm khư của ôn thanh thanh thông qua giấc ngủ để phục hồi thương tổn trên cơ thể cả căn nhà được đặt đầy yên tĩnh vô cùng cũng chính vì vậy lâm thất dạ và những người khác chỉ có thể dựa vào bức tường đổ nát bên ngoài căn nhà chịu đựng sự rửa tội của gió và mưa đột nhiên trong số những người sống sót bên trái một cô gái thắt bím tóc đuôi sam từ từ mở mắt cô ngơ ngác ngồi dậy từ trên mặt đất ký ức trong đầu vẫn dừng lại sau khi lũ quét đất đá bùng phát cô chuẩn bị về nhà gọi ông bà rời đi nhưng bị mặt đất rung chuyển làm vấp ngã ngã vào một góc tường nào đó ông bà đâu rồi à nhà nhìn quanh bốn phía rất nhanh đã phát hiện ra hai ông bà già đang nằm lặng lẽ trong nhóm người bên phải cô nghiến răng bỏ dậy từ trên mặt đất nhanh chóng chạy đến bên hai ông bà già dùng sức lay cơ thể lạnh ngắt của họ khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét vì sợ hãi ông ơi ông ơi ông sao rồi ông ơi tiếng cô làm kinh động đến mấy người bên ngoài họ nhanh chóng chạy vào trong nhà nhìn thấy a nha quỳ trên mặt đất lay thi thể của ông bà già có chút bối rối nhìn nhau ôn thanh thanh mím chặt môi cô đi đến bên a nha nhẹ nhàng bế cô lên cháu tên gì a nha run rẩy nhỏ giọng nói cháu tên a nha a nha ôn thanh thanh dịu dàng nói ông bà ngủ rồi chúng ta đừng làm ồn họ được không a nha quay đầu nhìn ông bà đang nằm yên trên mặt đất mím môi gật đầu thật mạnh ôn thanh thanh bế a nha ra khỏi nhà ngồi xuống bên bức tường đổ nát lâm thất dạ và những người khác nhìn nhau cũng lui ra khỏi nhà chị ơi các chị các chị là ai vậy A nha ra ngoài sắc mặt đã khá hơn một chút rụt rè lên tiếng chúng tôi ư chúng tôi đến cứu a nha ô a nha chớp chớp mắt vậy vậy ông bà cháu bao giờ mới ngủ dậy cơ thể ôn thanh thanh run lên cúi đầu không biết nên nói gì lúc này thẩm thanh trúc ở bên cạnh bước tới im lặng một lúc rồi từ từ lên tiếng cháu tên a nha đúng không ngoài ông bà cháu còn người thân nào khác không có còn bố mẹ cháu bố mẹ cháu đâu cháu không biết sáng nay bố cháu đi lên núi nhặt củi rồi trời đổ mưa to mẹ cháu cầm áo mưa lên núi tìm bố đến giờ vẫn chưa về a nha nhỏ giọng nói cháu còn nhớ họ lên núi từ hướng nào không thẩm thanh Trúc tiếp tục hỏi a nha gật đầu chỉ tay về một hướng hướng đó mọi người quay đầu nhìn lại nơi a nha chỉ đúng là hướng lũ quét đất đá lan xuống đầu tiên đất đá sạt lở đã nhấn chìm nửa sườn núi ngay cả cây cối cũng không còn sót lại mấy cây mọi người nhìn nhau cùng lúc rơi vào im lặng sáng lên núi rồi trời đổ mưa to tiếp theo là động đất và lũ quét đất đá trong tình huống như vậy mà vẫn ở trên núi thì phần lớn là hốc mắt ôn thanh thanh hơi đỏ cô mím môi cười gượng nhẹ nhàng vuốt vai đầu an nha an nha chúng ta ngủ một lát được không nhìn này tay an nha bị thương rồi an nha cúi đầu nhìn tay mình không biết từ lúc nào đã bị chảy xước một mảng da lớn sau khi ôn thanh thanh vừa xử lý thì máu đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn còn chưa kịp để an nha nói gì một cơn buồn ngủ đã ập đến cô bé nhanh chóng ngủ thiếp đi ôn thanh thanh bế a à nha lên nhẹ nhàng bước vào nhà đặt cô bé xuống đất rồi cởi áo khoác quân đội của mình ra nhẹ nhàng đắp lên thân hình nhỏ bé của cô bé cô quay trở lại bên ngoài rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề thẩm thanh trúc dựa vào tường đôi mắt lim dim nhìn về phía ngọn núi xa xa tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm chúng ta phải ở lại đây với những người sống sót cho đến khi đội cứu hộ đến hồng giáo qua lắc đầu có thể chia nhau ra tìm không được hồng giáo quan vẻ mặt rất nghiêm túc thủ trưởng đột nhiên mất tích đằng sau chuyện này chắc chắn có những biến số mà chúng ta không biết bây giờ chia nhau ra tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt hơn nữa vị trí họ vào núi quá gần điểm xảy ra lũ quét đất đá trong tình huống đó người bình thường căn bản không thể thoát được cho dù có đi tìm có lẽ cũng chỉ tìm được hai cái xác lùi một vạn bước mà nói tính đến giờ đã hơn 10 tiếng trôi qua kể từ khi xảy ra lũ quét đất đá cho dù họ còn sống tại sao vẫn chưa quay về thẩm thanh chúc cúi đầu lặng lẽ nắm chặt tay không nói gì mặc dù những người khác cũng rất muốn đi tìm cha mẹ của a nha nhưng như hồng giáo quan đã nói khả năng họ còn sống quá mong manh cho dù có đi tìm rất có thể cũng chỉ tìm được hai cái xác người canh gác cũng chỉ là người chứ không phải thần chúng ta không thể cứu được tất cả mọi người hồng giáo quan thấy mọi người đều rất buồn trong lòng cũng không dễ chịu lên tiếng nói vất vả lâu như vậy rồi mọi người nghỉ ngơi một chút đi đợi đội cứu hộ đến chúng ta sẽ sống núi sau khi xuống núi các người phải chuẩn bị cho lễ tuyên thệ chính thức trở thành người canh gác đến nơi đóng quân của mình ánh mắt của hồng giáo quan lướt qua mọi người cười nói tôi còn nhớ lúc các người lính mới này mới vào doanh trại vừa yếu vừa là bộ làm tịch đặc biệt là cô thẩm thanh trúc tính tình lại nóng nảy nhìn ai cũng không vừa mắt đáng đánh còn có tên mập kia cả ngày chẳng khác gì con lợn thẩm thanh trúc nhíu mày hừ một tiếng quay đầu nhìn về phía xa còn bách lý béo thì có chút ngượng ngùng gãi đầu bây giờ thì bây giờ các người đều có thể chạy một mạch lâu như vậy đến tận trong núi sâu cứu người không giống trước nữa rồi thực sự không giống trước nữa rồi tận mắt chứng kiến các người trưởng thành tận mắt nhìn các người từ gà mờ trở thành người canh gác có lẽ đây chính là niềm vui của người làm giáo quan khóe miệng hồng giáo quan hơi nhếch lên nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nhưng chưa đủ các người trưởng thành vẫn chưa đủ bạn đang xem chảm thần tại kênh youtube di các phim các người quá non nớt quá trẻ ví dụ như thẩm thanh trúc bây giờ cô tuy không còn ngạo mạn như lúc trước nhưng tính tình vẫn rất nóng nảy đến khi nào cô có thể bình tĩnh lại hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình thì cô mới thực sự trưởng thành đừng có làm bộ mặt khó chịu với tôi. Trong số những người này, vấn đề của cô là nghiêm trọng nhất. Đến khi nào cô làm được điều này thì thành tựu trong tương lai của cô sẽ không kém gì Lâm Thất Dạ. Thẩm Thanh trúc quay đầu nhìn Lâm Thất Dạ, nhíu mày chặt hơn. Cô hừ một tiếng, không muốn nghe Hồng Giáo Quan lải nhải nữa, trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Lâm Thất Dạ, anh ta mắng cô thì mắng cô, sao lại còn kéo tôi vào gây thù trúc oán thế này? Những đám mây đen nặng trĩu như những khối chỉ đèn nặng trên bầu trời, bao phủ cả thung lũng trong bóng tối rõ ràng mới chỉ là buổi chiều nhưng dường như không cảm nhận được chút ánh nắng nào so với trước đây lượng mưa hiện tại có vẻ ít hơn một chút nhưng mưa kéo dài vẫn khiến cơ thể mọi người rất khó chịu trong khu rừng rậm tối tăm một người đàn ông mặc áo khoác quân đội màu đen bước lên ngọn đồi đầy bùn lầy quay đầu nhìn lại ngôi làng đã trở thành đống đổ nát trong thung lũng đôi mắt hơi nhau lại anh ta quay người tiếp tục trèo lên núi ánh mắt không ngừng quét qua những tảng đá xung quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó ngọn núi bị mưa ngâm lâu ngày trở nên rất mềm chỉ cần bước lên là rất dễ trượt chân trên bùn lầy hoặc làm rơi một số tảng đá theo sườn núi rơi xuống đây không phải là ngọn núi trong khu du lịch có những bậc đá cứng cáp và bằng phẳng hoặc có bệ lớn để mọi người nghỉ ngơi và ngắm cảnh nơi đây chỉ có những con đường mòn quanh có khúc khuỷu và nước mưa chảy róc rách như suối nhỏ đột nhiên anh ta dường như nghe thấy gì đó liền quay phát đầu nhìn lại chỉ thấy trên con đường nhỏ mà mình vừa đi qua ba bóng người đang khó khăn trèo lên đây đặng vĩ ngẩng đầu lên khàn giọng hét lên thầm thầm ca anh đợi bọn em với bọn em không đi nổi nữa rồi thẩm thanh trúc nhíu chặt mày các người sao các người lại đến đây thẩm ca người khác không hiểu anh nhưng bọn em còn không hiểu anh sao lý lượng cười nói miệng thì nói không đến nhưng thực ra những lời của giáo quan anh chắc chắn không nghe lọt tai nhất định sẽ tự mình lén đi tìm cha mẹ của cô gái đó vì vậy bọn em đã nhân cơ hội đi vệ sinh trên núi toàn bộ đều chuồn ra ngoài lý giả tiếp lời thẩm thanh trúc ngây người nhìn họ toàn thân lấm lem bùn đất một lúc sau mới mắng mẹ kiếp đừng có ra vẻ hiểu anh lắm anh chỉ ngồi chán rồi ra ngoài giải khuây thôi đặng vĩ và hai người kia cười ha ha đi đến bên cạnh thẩm thanh trúc nhìn quanh một lượt thẩm ca chúng ta nên phân công nhau tìm như thế nào anh cứ sắp xếp đi thẩm thanh trúc khóe miệng anh ta hơi giật giật nín nhịn một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng bây giờ tầm nhìn không tốt chúng ta không thể phân tán quá xa giữ khoảng cách 5 mét với nhau từng chút một tìm kiếm được rồi thẩm ca khi các người đến có bị ai phát hiện không yên tâm đi thẩm ca đặng vĩ tự tin vỗ ngực chúng em đi rất cẩn thận không thể có ai phát hiện ra được Vậy thì tốt, làng số 1, cổng làng. Lâm thất dạ khoác trên mình chiếc áo khoác quân đội màu đen, dựa vào một gốc cây lớn, ánh mắt nhìn về phía những ngọn núi xa xa đang dần chìm vào bóng tối, đôi mắt hơi nheo lại. Bách Lý phì phì vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà đổ nát trong làng, đến bên cạnh Lâm thất dạ, vội vàng nói, thất dạ, thẩm thanh chúc không biết chạy đi đâu rồi, đặng vĩ, lý giả, lý lượng ba người họ nói đi vệ sinh, đến giờ vẫn chưa về, sáu quan nói có thể họ đã lén đi tìm kiếm cha mẹ của A Nha, Lâm thất dạ liếc nhìn hắn, bất lực nói không phải có thể bọn họ chính là đi tìm kiếm bách lý phì phì sửng sốt sao anh biết tôi tận mắt nhìn thấy đặng vĩ và ba người họ lén lút chạy ra khỏi làng chạy thẳng vào trong núi vậy vậy sao anh không ngăn cản họ không ngăn được lâm thất giả lắc đầu thẩm thanh chúc đã đi rồi bọn họ nhất định sẽ đi giữ kỳ đến lúc đó làm cho cả hai bên đều khó xử thì không bằng nhắm một mắt mở một mắt bách lý phì phì thở dài nhìn về phía ngọn núi đen kịt một lúc sau có chút không chắc chắn mở miệng trời tối như vậy bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ lâm thất dạ im lặng không nói thất dạ anh nói hay là chúng ta cũng lén lút lèn ra ngoài giúp bọn họ thấy lâm thất dạ không phản ứng bách lý phỉ phỉ lại thử dò hỏi lâm thất dạ bất lực cười cười, cười. đừng dò hỏi tôi nữa giúp thì chắc chắn sẽ giúp nhưng không thể giống như bọn họ vô não lao vào trong núi được vẫn phải chú ý phương pháp phương pháp còn có thể có phương pháp gì bách lý phỉ phỉ ngơ ngác hỏi cậu nghĩ xem tại sao tôi vẫn luôn ngồi ở chỗ này lâm thất dạ khẽ nói hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối giơ một ngón tay lên vài con rơi từ trên trời bay tới lượn vòng quanh hắn đồng thời vô số côn trùng từ trong đất mềm chui ra vây quanh lâm thất dạ lâm thất dạ giống như vua của chúng vậy bách lý phì phì nhìn thấy cảnh này kinh ngạc há hốc mồm còn thiếu một chút số lượng vẫn chưa đủ lâm thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu đêm còn phải tối hơn nữa trong khu rừng làng tối tăm bốn bóng người đứng thành hình vuông cầm đèn pin chậm rãi và cẩn thận tìm kiếm khi còn trên xe giáo quan đã phát đèn pin cho mỗi đội cứu hộ đặc biệt là những đội phải đi vào sâu trong núi ngày thường khi huấn luyện giới hạn sẽ không phát đèn pin để rèn luyện khả năng thích ứng trong bóng tối của họ nhưng bây giờ không phải là nước huấn luyện nếu không có những chiếc đèn pin này bốn người họ chỉ có thể như người mù mò mẫm trong rừng không cẩn thận còn có thể bị lạc trong rừng đừng nói đến cứu người chính họ cũng sẽ bị mắc kẹt anh thầm đột nhiên lý giả dường như phát hiện ra điều gì đó lớn tiếng hét lên ở đây thẩm thanh trúc lập tức chạy đến bên lý giả nhìn theo hướng ánh đèn pin chỉ thấy trong đám đất đá lầy lội một chiếc giày thể thao nữ cũ nát nằm trong đó bị kẹt trong bùn và không có dấu hiệu khô gì cả đây hẳn là thứ còn sót lại sau khi lũ bùn đá xảy ra đôi mắt của thẩm thanh trúc dần sáng lên nói như vậy đây có thể là giày của mẹ a nha cô ấy chưa chết lý giả mở to mắt có khả năng thẩm thanh trúc kiên định nói tản ra tìm kiếm xung quanh đây xem có manh mối nào khác không tìm thấy chiếc giày nữ bị rơi này tinh thần của bốn người lập tức được cổ vũ lấy chiếc giày nữ làm trung tâm cẩn thận tìm kiếm về bốn phía lý giả chậm rãi đi trên con đường núi trơn trượt luồng sáng của đèn pin không ngừng di chuyển trên mặt đất xung quanh hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa bây giờ họ đã cách xa làng hoàn toàn không nhìn thấy vị trí của làng hắn cúi đầu tiếp tục tìm kiếm so soạt đột nhiên một tiếng động nhẹ phát ra từ bên cạnh lý giả sửng sốt trong mắt hiện lên một tia vui mừng chiếu đèn pin sang bên cạnh chỉ thấy trên con đường núi không xa một người đàn ông vác dìu đang ung dung đi về phía này anh anh có phải là cha của a nha không lý giả kích động hỏi a nha sao ta không quen a nha nào cả gã cười lòi ra hàm răng vàng khè đôi mắt hí dài nhìn lý giả từ trên xuống dưới tiểu tử đầu óc đã chín muồi rồi nên hái rồi trong ánh đèn pin khoái miệng gã cong lên một nụ cười dữ tợn cây rìu lớn trên vai gã trong nháy mắt đã vung tới lóe lên một lầu sáng a à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ xa thẩm thanh trúc đặng vĩ và lý lượng đang tản ra tìm kiếm đồng thời rừng sốt sau đó nhanh chóng chạy về phía lý giả trong khu rừng tối tăm tiếng kêu của lý giả chỉ kéo dài trong chốc lát rất nhanh đã trở nên im ắng lý giả lý giả cậu ở đâu trong lòng thẩm thanh trúc dâng lên một dự cảm không lành chạy đến hướng phát ra tiếng kêu của lý giả lớn tiếng gọi xung quanh đặng vĩ và lý lượng cũng chạy theo sau hắn trên mặt đầy vẻ lo lắng một tia sáng xuyên qua khu rừng tối tăm mơ hồ giữa bóng tối một bóng người to lớn bước ra khỏi khu rừng không vội không chậm đi về phía ba người người đàn ông đó cởi chân tay phải vác một chiếc rìu lớn trên vai tay trái cầm một cái đầu máu me đầm đìa cười ngây ngô xuất hiện trước mặt ba người để ta xem nào mấy đứa nào đang gọi vậy thẩm thanh trúc và hai người kia nhìn thấy cái đầu trong tay hắn đồng tử đột nhiên co lại lý lượng ngồi phịch xuống đất mặt tái mét đặng vĩ ngây người nhìn cảnh này trong mắt đầy vẻ khó tin cơ thể thẩm thanh trúc không kìm được run rẩy hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngây ngô trước mặt nắm chặt hai tay móng tay đã cắm sâu vào thịt người đàn ông nhìn ba người cười lớn tốt lắm tốt lắm lại thêm ba cái đầu chín muồi nữa nên hái rồi mẹ kiếp tao hái mẹ mày thẩm thanh trúc gào lên sông lên phía trước không ổn Lâm thất dạ nhắm mắt ngồi dưới gốc cây đột nhiên mở mắt đứng phát dậy vẻ mặt đầy nghiêm trọng Bách lý phì phì bên cạnh giật mình sao vậy ngoài chúng ta ra trong núi còn có người khác Lâm thất dạ nhanh chóng chạy đến ngôi nhà đổ nát trong làng tìm thấy Hồng giáo quan sao vậy Hồng giáo quan thấy vẻ mặt của Lâm thất dạ cong mày hỏi trong núi có kẻ địch và không chỉ một người sắc mặt Hồng giáo quan thay đổi nói rõ hơn đi vừa rồi tôi liên tục điều động các sinh vật hoạt động về đêm xung quanh đến ngọn núi mà cha mẹ a nhà mất tích cố gắng tìm tung tích của họ nhưng ngược lại lại phát hiện ra một số người lạ. Lâm thất dạ cao mày, tiếp tục nói, tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã phát hiện ra tổng cộng 4 người, xét theo dao động tinh thần, trong số đó có ba người hẳn là xuyên, còn một người có tinh thần lực quá mạnh, tôi không thể ước lượng cảnh giới của hắn nhưng nếu không phải là đỉnh xuyên cảnh thì chắc chắn là hải cảnh. Ba xuyên cảnh, một hài cảnh, sắc mặt hồng giáo quan lập tức thay đổi. Lúc này, chiến dịch giải cứu bất ngờ này cuối cùng cũng đã hé lộ một góc cạnh dữ tợn của nó, trận lở đất bùn đá kỳ lạ. Thủ trưởng viên cương mất tích, những kẻ mạnh bí ẩn xuất hiện trong rừng, bây giờ bọn chúng ở đâu? Có một tên ở rất gần chúng ta, ngay theo hướng mà Thẩm Thanh Trúc và những người khác đang tiến đến, còn hai tên nữa thì ở xa hơn, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó, còn tên nghi là Hải Cảnh thì vẫn ngồi trên sườn núi nào đó, không biết đang làm gì lâm thất dạ trả lời trung thực. Vừa dứt lời lâm thất dạ, tiếng nổ trầm đục từ xa vọng lại, mọi người quay đầu nhìn, đó là hướng Thẩm Thanh Trúc và những người khác rời đi, do địa hình núi che khuất họ không nhìn thấy tiếng nổ phát ra từ đâu nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy một góc bầu trời bị ánh lửa chiếu sáng là thẩm thanh trúc họ gặp chuyện rồi lâm thất dạ cao mày nói hồng giáo quan lập tức rút máy bộ đàm ra lớn tiếng gọi đây là đội cứu hộ số 1, cần chúng tôi có ba kẻ địch xuyên cảnh một cảnh nghi là hải cảnh đã có học viên bị tấn công yêu cầu hỗ trợ lặp lại yêu cầu hỗ trợ vừa dứt lời đầu bên kia máy bộ đàm lập tức có người trả lời đây là sở chỉ huy cứu hộ tạm thời đã nhận được yêu cầu của đội cứu hộ số 1, lập tức chuyển cho các đội cứu hộ khác, cử giáo quan đến hỗ trợ, các học viên khác ở lại làng của mình, không được tự ý hành động, nhưng hồng giáo quan, do vị trí của các anh quá sâu, các giáo quan từ các làng khác đến nhanh nhất cũng phải mất hơn 3 tiếng, xin hãy cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Tiếp theo là một loạt tiếng gọi, đây là hàn lệ của đội cứu hộ số 3, chúng tôi ở không xa anh, tôi sẽ đến hỗ trợ ngay, giọng của hàn giáo quan truyền đến từ máy bộ đàm. Đây là vương phong của đội cứu hộ số 5, hiện đang đến hỗ trợ đây là đội cứu hộ số 2. Tiếng trả lời liên tiếp vang lên, hồng giáo quan nắm chặt máy bộ đàm trong tay có chút bực tức nói ba tiếng ba tiếng thì chuyện đã rồi mẹ kiếp hồng giáo quan thu máy bộ đàm lại không chút do dự đeo hộp đen đựng tinh thần đạo lên lưng quay người nói với lâm thất giả và những người khác các anh ở đây chờ tôi đi cứu thẩm thanh trúc và những người khác dừng chạy lung tung nói xong ông ta định chạy vào trong núi khoan đã hồng giáo quan lâm thất giả vội vàng lên tiếng gọi lại hồng giáo quan đang vội vã ông ta quay đầu lại nhìn lâm thất giả với vẻ nghi hoặc chuyện không đơn giản như vậy lâm thất dạ lắc đầu thủ trưởng mất tích kẻ địch xuất hiện rõ ràng đằng sau chiến dịch cứu hộ lần này ẩn chứa một âm mưu nào đó không ai biết khi chúng xuất hiện ở đây chắc chắn chúng có mục đích của chúng mục đích gì vẫn chưa rõ nhưng có thể chắc chắn rằng chúng không nhắm vào những người sống sót này lâm thất dạ quay người nhìn về phía những ngôi nhà đổ nát phía sau cũng như những người sống sót và những người đã khuất nằm trong đó ý anh là tại sao chúng không xuất hiện ở nơi khác mà lại xuất hiện ở đây xuất hiện gần làng số một hơn nữa nhìn vào quỹ đạo di chuyển của chúng mục tiêu của chúng rất rõ ràng chính là nơi này lâm thất dạ hít một hơi thật sâu nói thật ở làng số một này chỉ có tôi mới có thể thu hút được nhiều kẻ mạnh như vậy cùng một lúc mục tiêu của chúng là anh hồng giáo quan cao mày nhưng làm sao chúng biết chúng ta sẽ đến cứu trợ và làm sao chúng biết anh sẽ ở đội cứu hộ số một đôi mắt của lâm thất dạ hơi nheo lại có lẽ trong số những người cấp cao của người canh gác có đội gián của chúng sắc mặt của hồng giáo quan lập tức trở nên u ám tóm lại nếu mục tiêu của chúng là tôi tôi tuyệt đối không thể ở lại đây nếu không chắc chắn sẽ liên lụy đến những người sống sót này lâm thất dạ bình tĩnh nói nói cách khác chỉ cần tôi cho chúng biết tôi không ở đây tôi có thể thay đổi hướng di chuyển ban đầu của chúng tránh xa ngôi làng này anh định làm gì hồng giáo quan hỏi bây giờ chúng ta không thể hành động mù quáng phải đảm bảo an toàn cho những người sống sót đồng thời cứu thẩm thanh trúc và những người khác và quan trọng nhất là không được để những kẻ địch khác tham gia vào cuộc chiến cứu thẩm thanh trúc nếu không tình hình sẽ mất kiểm soát ánh mắt lâm thất dạ lóe lên vì vậy Kế hoạch của tôi như sau, Hồng giáo quan, ông hãy dẫn theo Bách lý phì phì đi cứu Thẩm Thanh trúc và những người khác với cấm vật của gã này, biết đâu sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Molly, Ôn Thanh Thanh, hai người hãy dẫn những người sống sót chuyển đến những nơi ẩn náu khác bên ngoài ngôi làng để ngăn những kẻ địch khác đến đây gây ra thương vong không đáng có. Còn tôi, Lâm thất dạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại ở khu rừng tối tăm và tĩnh lặng. Tôi sẽ dẫn dụ ba kẻ địch còn lại đi không được. Hồng giáo quan kiên quyết lắc đầu, cậu đi dẫn dụ ba kẻ còn lại ư? Ừ chúng là xuyên cảnh chính hiệu không giống với xuyên cảnh giả trong lúc diễn tập trước đây cậu đừng tưởng rằng đã giết được hai kẻ bí ẩn trong lúc diễn tập mà cho rằng xuyên cảnh chẳng qua chỉ như vậy bất kỳ kẻ nào trong số chúng cũng có thể nghiền nát cậu một cách đơn phương huống hồ còn có một hài cảnh nhưng đây là cách duy nhất lâm thất giả bình tĩnh nói nếu tôi không chủ động lộ diện chúng chắc chắn sẽ tìm đến đây hồng giáo quan há miệng dường như muốn nói gì đó lâm thất giả tiếp tục nói hơn nữa tôi không định đối đầu trực diện với chúng chỉ cần kéo dài đủ ba giờ đợi các giáo quan khác đến quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta trong khu rừng đêm tối chúng muốn bắt được tôi e rằng không dễ dàng như vậy lâm thất dạ ngẩng đầu lên nhìn hồng giáo quan một cách kiên định trong mắt là sự tự tin chưa từng có hồng giáo quan ngẩn người một lúc tiếng nổ ầm ầm từ xa trong núi càng lúc càng lớn ông ta nghiến răng được vậy làm theo lời cậu nhớ lấy đừng đối đầu trực diện với chúng sống sót là quan trọng nhất lâm thất dạ gật đầu hồng giáo quan không còn do dự nữa chạy về phía thẩm thanh trúc và những người khác mỗi lần bước chân rơi xuống dường như có một sức mạnh bí ẩn đè ông ta về phía trước thân hình di chuyển nhanh như chớp chỉ hai ba bước đã bay ra xa cả trăm mét bách lý phì phì thấy hồng giáo quan một mình chạy nhanh như vậy liền chửi thêm một tiếng cắm đầu cắm cổ chạy theo lâm thất dạ thấy bóng dáng của họ dần biến mất trong màn đêm không nắn lại trong làng nữa mà chạy về phía bên kia thân hình như ma quỷ lướt qua khu rừng tối tăm nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với ngôi làng lâm thất dạ thấy vị trí đã gần liền hít một hơi thật sâu đôi mắt nhuộm một lớp ánh vàng rực rỡ uy lực của thiên sứ được hắn hoàn toàn giải phóng trong khu rừng sâu tĩnh lặng này uy lực của thiên sứ vô cùng nổi bật một lát sau ánh vàng trong mắt lâm thất dạ dần biến mất hắn giơ tay ấn nhẹ vào hư không một vòng tròn ma thuật rực rỡ tự động dựng lên giữa không trung biến động không gian từ chiều không gian khác ngày càng mạnh mẽ chẳng mấy chốc một xác ướp lùn xuất hiện trước mắt lâm thất dạ xác ướp nhỏ nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện lần này không có để nhà vũ khí đồ an vật liền cúi đầu xuống có vẻ hơi buồn bã lâm thất dạ xoa đầu xác ướp nhỏ ánh mắt nhìn về phía khu rừng sâu xa xăm lẩm bẩm muốn giết tôi không dễ như vậy đâu trong khu rừng sâu tĩnh lặng một bóng người đội mũ lưỡi chai đang đi thẳng qua khu rừng hướng về phía ngôi làng số 1. đột nhiên một luồng thần lực mạnh mẽ truyền đến từ một hướng khác hơi thở giống như những vì sao sáng chói hắn khẽ ổ lên một tiếng chậm rãi dừng bước lạ thật không phải nói là hắn đến ngôi làng đó để giải cứu sao sao lại ở nơi đó hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận một lúc rồi gật đầu chắc chắn không sai đúng là uy áp của thần minh xem ra là hắn rồi hắn quay người nhìn về phía nơi xuất hiện hơi thở của lâm thất dạ trong mắt hiện lên một tia kích động lần này nếu giết được người đại diện của hai vị thần ta chắc chắn có thể giành được một vị trí trong tín đồ ngày tháng khổ cực ta đã chán ngấy rồi người đại diện nhỏ bé nộp mạng di, hắn xài chân tốc độ nhanh hơn hẳn lúc nãy chạy thẳng về phía nơi xuất hiện hơi thở cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện trên người một cường giả xuyên cảnh khác nhưng vẫn có một ngoại lệ lúc này ở sườn núi của một ngọn núi nào đó ở thương nam một người đàn ông từ từ mở mắt nhìn về phía nơi xuất hiện uy lực của lâm thất dạ muốn tự mình mạo hiểm để bảo toàn cho những người khác sao người đại diện của hai vị thần này cũng có chút thú vị kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người